Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm cái món trà sữa cho nhà mình dùng á. Thì cái mùa này cũng nắng nóng quá, cho nên là mình làm cái món trà sữa. Sẵn đây thì mình chia sẻ cùng với cả nhà cái cách làm trà sữa như thế nào để cho cái trà của mình nó được thơm và ngon ha. Thì những cái nguyên liệu mà mình cần chuẩn bị á, bây giờ mình sẽ chia sẻ cùng với cả nhà nha. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị á, ở đây mình có 50g trà. Trà này là mình mua trà đen, mình tìm mua ở chỗ mà người ta bán nguyên liệu để làm trà sữa đó cả nhà. Nếu mà không có trà đen thì cả nhà có thể thay thế vào cái trà khác mà chuyên để làm trà sữa đó ha. Thì 50g trà thì mình sử dụng là 100g đường, 1 lít nước nha. Lít nước này thì lát nữa mình sẽ đun sôi sẵn ha. Ở đây mình sử dụng sữa đặc nè, sữa tươi nè. Bây giờ mình muốn cho cái trà của mình mà nó có mùi thơm nhiều á, thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị, mình bắt lên nồi mình rang cái trà này với cái đường này ha cả nhà. Cái nước này thì mình cũng đã nấu cho nó sôi lên sẵn rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đi rang trà nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình bắt lên một cái nồi ha. Mình bật lửa lên. Sau đó mình cho cái phần trà của mình vào. Mình rang lên cho nó nóng nóng lên ha. Cái trà này á, mình rang lên á, nó rất là thơm luôn cả nhà. Nghe cái mùi là muốn uống trà sữa liền luôn á. Khi trà của mình bắt đầu ấm ấm lên, nóng nóng lên rồi á, thì mình cho cái phần đường này vào luôn nha. Mình bắt đầu mình rang tiếp tục ha. Mình rang một hồi á, cái đường của mình nó bắt đầu nó nóng lên thì nó sắp chảy cái đường của mình ra nè. Mình tiếp tục rang nữa nha. Cái lúc mà đường á nó tan ra rồi nè cả nhà, lúc này mình giảm cái lửa cho nó nhỏ nhỏ thôi nha, để thôi cái đường của mình nó dễ bị khét á. Rồi mình tiếp tục mình rang ha. Mình rang đến khi nào mà cái đường của mình á nó cái màu ngà ngà lại ha cả nhà, thì lúc đó mình sẽ cho cái phần nước mà mình đã đun sôi sẵn vào nha. Cái lúc này á đường của mình nó đã chuyển sang cái màu ngà ngà rồi nè cả nhà, cái màu như cánh gián gì đó, thì lúc này mình sẽ cho cái phần nước vào nha. Và trong lúc cái mình rang như vậy nè, mình nhớ là rang phải đều tay nha cả nhà, để không thôi là nó không có đều màu mà nó bị khét đó nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước vào luôn ha. Khi mình đổ nước vào á thì mình tiếp tục để lửa lớn lại cho nó sôi cái phần trà của mình ha, cho nó sôi thiệt là sôi lên. Lúc này thì cái trà của mình nó rất là thơm luôn cả nhà, nó bốc cái mùi thơm nhiều lắm nha. Thì mình cho nó sôi lên tầm khoảng 2 phút đi ha. Sau khi nó đã sôi lên được tầm hơn 1 phút, 2 phút gì đó cả nhà, thì mình tắt lửa đi ha. Và mình đậy nắp lại, mình ủ nó nha. Mình đậy nắp lại, mình ủ trong vòng khoảng 15 phút ha. Trước khi mà mình lượt trà ra đó cả nhà, thì bây giờ mình đổ cái phần sữa tươi của mình vào trong đây luôn ha. Và mình cho một ít sữa đặc vào luôn. Sữa đặc thì mình cho cái lượng vừa phải thôi. Lát nữa ai thích ngọt thì mình sẽ cho thêm nha. Bây giờ thì mình chỉ cho bao nhiêu đó thôi ha. Trà của mình cũng đã ủ được khoảng 15 phút rồi. Bây giờ mình dùng cái rây ha. Cái rây cho thiệt là mịn nha cả nhà. Mình để vào trong cái ca to ha. Và mình lượt cái phần trà này vào. Rất là thơm luôn đó cả nhà. Mình lượt hết vào trong đây luôn ha. Dùng cái rây cho nó dày như vậy nè, mình lượt thì nó không có bị rớt cái xác trà xuống dưới ha. Xong thì cái phần trà của mình nó vẫn còn rất là nóng ha. Mình cho vào trong cái thốt sữa của mình đã chuẩn bị sẵn nè. Và quậy đều lên. Lúc này thì mình sẽ nêm thử coi cái khẩu vị của mình thích ngọt hay là thích lạt á cả nhà. Thì mình sẽ cho cái lượng sữa đặc vào thêm nha. Nãy mình cho một giá sữa nhỏ như vậy thì nó cũng còn lạt lắm. Bây giờ mình cho thêm tầm một giá nữa ha. Thì cái liều lượng hồi nãy mình chuẩn bị là một hộp sữa, nhưng mà mình để chỉ có nửa hộp thôi là mình cảm thấy nó vừa uống rồi ha. Và một bịch sữa tươi không đường. Rồi cả nhà nếu mà ô thích uống ngọt thì mình có thể cho nhiều hơn cái lượng sữa đặc nha cả nhà. Mình sẽ để cho cái trà của mình nó nguội đi ha.
và mình đậy nắp lại, mình cho vào trong cái ngăn mát của tủ lạnh á, mình để tầm khoảng 4-5 tiếng gì đó cả nhà, để cho cái trà của mình á nó ngon hơn nha. Còn bây giờ nó còn nóng thì mình bỏ nước đá vào thì nó sẽ không có ngon đâu ha. Mình để qua ngày hôm sau mình uống cũng chẳng sao nha. Bây giờ thì mình chờ cho nó nguội và mình đậy lại, mình bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng 4-5 tiếng ha. Trà sữa của mình cũng để trong ngăn mát tủ lạnh được hơn 4 tiếng rồi, nó cũng nguội và lạnh này ha cả nhà. Lúc này là nó sẽ ngon rồi. Bây giờ mình cho ra ly nha, cùng thưởng thức ha. Ở đây mình có sẵn cái phần trân châu mình đã làm trước đó đó. Bây giờ mình cho vào trong ly. Tùy theo ai ít thích ăn ít hay là nhiều cả nhà ha. Mình cho cái phần nước đá vào trong đây. Mình cho trà sữa lên nha. Mình có thể cho lên trên mặt một ít trân châu nữa cho nó đẹp ha. Đây là ly trà sữa của mình, mới vừa làm xong luôn. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Thì trà sữa và trân châu của mình tự làm ở nhà thì mình uống sẽ được ngon và an toàn hơn ha cả nhà. Mình tiếp tục làm thêm một ly nữa ha. Cái này mình sử dụng đá bi á, thì nó sẽ ngon hơn ha cả nhà. Còn nếu mà ở nhà mình không có đá bi á, thì mình xài đá tủ lạnh cũng được, không sao. Khi mà mình để vào trong tủ lạnh á, thì cái trà của mình càng để lâu á, thì nó sẽ sệt lại và nó ngon hơn. Mình bỏ vào trong nước đá nó không có bị tan đá ra, nó làm cho nó lạc cái trà của mình. Đây là hai ly trà sữa, mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Thì video của mình là chia sẻ cái món trà sữa tự làm nhà, làm như thế nào để cho được ngon và an toàn. Tới đây mình xin kết thúc với cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Nếu xem mà thấy hay á thì nhớ tặng cho mình một like và bấm đăng ký để xem tiếp những video sau của mình nha cả nhà. Thì cái video sau mình sẽ hướng dẫn cái cách làm mà trân châu tại nhà nha cả nhà. Đây là trân châu hương cà phê ha. Bây giờ thì mình xin bye bye.